Rồi hello anh em, thì đúng ra là mình sẽ quay cho anh em những một số siêu phẩm, nhưng mà sẵn có anh khách đây thì mình sẵn quay giao xe cho anh em luôn. Tại vì mình giao xe mình giao nhiều lắm, còn đa số mình quay mấy mẫu xe cho anh em lựa thôi. Thì bữa nay về mấy mẫu siêu phẩm nè, thì xíu clip sau mình sẽ quay cho anh em CBR500R mẫu mới chưa chạy luôn. Rồi CBR150, nói chung nhiều dòng xe. Bây giờ mình giao chiếc MT03. Bây giờ xe rất là đẹp, bạn thấy không? Xe bên mình là xe lướt, xe bao lướt, nói chung là mọi thứ là hoàn hảo. Không thể quay xe cho anh em. Mới. Anh coi nãy giờ là không có điểm gì để chê đúng không? Không có điểm gì để chê luôn đúng không? Thế đẹp. Rồi bây giờ thì ảnh muốn lấy nhớt bên mình luôn, tại bên mình không có bán nhớt. Là bên mình chỉ đưa cho anh em những cái dòng nhớt tốt nhất để anh em về sử dụng, tại xe này về tới An Giang là nên là sẽ không có ấy. Thì đây là cái lọc ha, cái lọc nhớt để dặn anh. Thì cái lọc thì phải theo cái thông số, em quay xe cho anh em coi xe. Đây, thông số của cái lọc đây. Đó, xe bán cho anh em rồi, chuẩn bị mấy cái này cho mấy anh em xài. Tại vì ở dưới tỉnh á, xa xôi. Lọc thì mình sử dụng lọc KN nha anh em. Lọc này là lọc xịn nhất anh, một cái lọc của nó tới 300 mấy á. Rồi đây, lọc này chắc anh xài bây giờ anh xài chắc cũng 1-2 năm nữa, tại anh đi ít mà đúng không, tỷ lệ mình đi ít mà, đi ít thì 1 năm thay nhớt 1 lần thôi, mà 2 lần thay nhớt mới thay cái lọc thì cứ 2 ngày anh thay. Cái này mình bỏ bọc hay sao? Bỏ bọc đúng không? Đúng rồi, lấy một cái thôi, còn này anh lấy về để cho mấy anh em sao. Lấy về đầy đủ cho mấy anh em sao người ta có. Bỏ này vô. Đây là thay mấy chiếc adapter bình thường ha. Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung 4 thì là được. Đúng rồi, 4 thì là được. Tại không có nhà adapter. Không, cái này chỉ để xe xe này adapter thay dòng nhớt bình thường là được rồi. Hiểu không? Nhưng mà adapter chẳng là xài ok. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi dắt xe xuống cho ảnh. Để mình xong cái này, mình giao cái này xong rồi lát clip sau mình sẽ quay mấy con này. Những cái dòng xe siêu lướt luôn, có con xe này chưa đi luôn. Anh coi nè, con xe này chưa đi luôn nè. Chưa biển số luôn. Chưa đi, chưa biển số, còn hộp mua ở ngoài hãng nè anh. Còn cái hộp mới mua ngoài hãng luôn, bán luôn á. Đây nè, người ta mới mua nè. Mua chạy về từ hãng, chạy về quận 9, từ quận 9 chạy qua đây 200 cây. Đây nè, lát em quay cho anh em, đúng là bữa nay em quay mà thôi, quay cho anh giao xe cái rồi lát quay này sao. Còn hãng còn bill mới mua luôn, đây nè anh em. Lát em quay kỹ con xe này cho anh em coi. Chưa chạy luôn, xe mới chưa biển số. Rồi, anh đi cẩn thận. Cái bô độ bữa đâu, cái bô độ bữa đâu Thành. Cái bô độ thùng đồ jean. Lấy thùng đồ jean đem ra cho anh. Nó 2 cây không anh? Nó 1 chìa, chủ giao 1 chìa. Anh có đục cho tính thùng hơn mình để tụi em gọn cái bô. Có cái thùng này. Cái bô độ. Xe có bô độ nha anh em. Bô độ chợ sáng, đồ chơi đầy đủ luôn à. Chừng nào đi rồi đè, chừng nào đi rồi đè. Ý là chừng nào đi giờ. Đây đây, đồ xin đây. Em chỉ luôn nè, em chỉ luôn nè. Đây là mỏ cái bảo vệ các nước nè ha. Bảo vệ các nước đó. Mỏ cày dưới. Đó. Cái này để chống. Cái này để chống đập, chống bể. Xi nhan nè, xi nhan zin nè. Đó, xi nhan zin nè ha. Đó, xi nhan zin. Trước sau ha. Trước sau luôn, đầy đủ.
bộ độ. Bộ độ này cầm cũng khó à. Cầm đi ngồi sau cầm, cầm nguyên bộ. Đây cái bộ độ full set nè. Anh em. Đây ốc rồi ghét bô đầy đủ nha. Thiếu mấy cái này là về có công làm lại. Rồi xong. Có băng keo không? Quấn băng keo lại vậy anh. Mua xe đồ chơi nhiều cũng cực á ha. Đồ chơi nhiều khiêng nhiều. Không, mà mô tô phải có bô độ thì anh em mô tô phải có cái bô độ xíu nó có tiếng tịch của cái xe á. Chứ bây giờ bô zin nó em ru rồi, anh nghe nè, anh em nghe bô zin nè, nó em ru rồi y như ẹt đấy. Mấy anh em ở dưới An Giang lên cái nhớt là lát anh chuyển cho em hay sao? Rồi. 285 nhân 4 với lại 350 là như 570 là 1.140.000 với 350 là 1.490.000 đó là sẵn ra nói luôn anh em, chi phí bảo trì con này rất là rẻ. Một lần thay nhớt của nó là hai bình là nó khoảng đi nhớt bình thường là khoảng tầm 500 mấy, mà hai lần thay nhớt anh em mới thay lọc lần thì cho lần là đi 2.000 cây là anh em tốn khoảng có 800.000 thôi anh em, 700 tính là 2.000 cây là anh em tốn có 700.000, còn nước mát là 10.000 cây anh em mới còn thay, còn vỏ chừng nào nó mòn anh em mới thay. Thì chi phí nuôi một cái em mà 300cc á là nếu mà một tháng anh em đi 2.000 cây thì anh em chỉ tốn 700.000 à, rất là rẻ. Cho tiền xăng nữa, tiền xăng cho 1.5 triệu 2 triệu nữa đi nếu mà anh em đi nhiều. Còn anh em đi ít, ví dụ như xe này mà anh em đi ít, đi ít thì một năm anh em mới đi được 2.000 cây thì một năm anh em tốn đâu đó tầm 1-2 triệu để nuôi thôi đó, nếu mà anh em đi ít. Đó là chi phí nuôi rất là rẻ cho anh em. Còn ví dụ như con R1 này mình ít đi á, là một năm mình chỉ tốn tiền thay nhớt một lần thôi anh em, tầm 1 triệu. Từ từ tiếp tục nha em, lấy tiền gửi cho chẳng. Rồi cảm ơn. Bo luôn nè anh em. Bo mấy chục. Anh muốn để gì vậy? Để gì? Cây xăng chỉ ảnh cho cây xăng gần nhất em. Xăng gần nhất hả? Đi thẳng tới cuối đường xong rồi quẹo phải. Đi thẳng quẹo phải xong rồi có cái đường quẹo trái liền là thấy cây xăng nằm bên tay phải. Cái đó chắc mấy năm sau anh em mới gặp lại á. Tại vì anh đi ít anh em, nếu mà đi ít á thì một năm mới còn thay nhớt một lần. Em có một ông khách, ông mua chiếc Z1000, ông mua xong ông đẩy lên chung cư á, không chạy, cứ năm đem xuống thay nhớt một lần. Cứ rảnh á, đam mê á, mở máy lên nghe tiếng nổ. An Giang anh ở khúc nào? Long Xuyên An Giang nha. Anh em mà ở Long Xuyên An Giang thì có anh em đồ giao lưu nha anh em. Long Xuyên An Giang nha. Cái này chơi mà có mấy anh em nó mới vui. Ở đây anh em qua chơi mỗi ngày à. Bây giờ một tay xách bô, một tay cầm cái thùng. Hồi nãy em chỉ đổ xăng là nhớ hết rồi đúng không? Còn xe này thì nó không có hư vặt đâu. Nó bền lắm. Phụ tùng nó cũng dễ. Vỏ viết mà không có thì cứ nhắn tin qua đây rồi bên đây anh đây lấy giùm cho. Đừng có để đâm đụng té ngã là được. Để lấy cái bô để lên sẵn. Con này là MT03, nó tới 321 phân khối rồi. Này mà anh em 1m6 là chạy thoải mái rồi. Tay cầm này, tay cầm bô, nhìn là biết dân chơi rồi à. Cầm là biết dân chơi rồi. Anh em đi cẩn thận, có gì cứ liên hệ em nha. Nhớ gửi lên sớm, địa chỉ có lưu rồi đúng không? Gửi lên sớm này, bên em tranh thủ làm sớm để anh khỏi bị phạt. Thông tư mới á, anh em mà sau một tháng mà không làm giấy tờ là sẽ bị phạt từ 500.000 tới 1.2 triệu. Dạ rồi, đi cẩn thận nha. Dạ, chợ sáng đó, chợ sáng nó đồ riêu hết á. Rồi, mình cảm ơn là Sang Bông Gòn đã để lại con xe này nha. Cảm ơn chủ xe là Sang Bông Gòn.
đã để lại con xe này cho mình. Nói chung là anh em quý mình á, anh em mới để lại. Ví dụ như con xe này, quay cho anh xem. Xe chưa chạy luôn nhưng mà ông anh ông nói chung là ông kẹt một cái về sự cố nên ông kêu anh muốn để lại cho em á Minh à. Rồi xíu nữa mình sẽ quay kỹ mấy cái con xe này cho anh em xem. Con này 200 cây, con kia 600 cây, có nhiều xe lướt cực kỳ đã luôn. Anh em nhìn mà ghiền. Nhìn là ghiền, xe này chưa biển số, chưa chạy luôn. Thiệt rất là ghiền. Rồi ok anh em à, mình một clip nữa mình cảm ơn em xe Mông Gòn để lại cho anh một cái con xe MT03 rất là đẹp. Rồi cảm ơn chủ xe đã lên đây ủng hộ mình một con xe đó luôn, con xe ở lại luôn. Có nghĩa là người mua cũng đàng hoàng mà người bán cũng đàng hoàng, rồi cái người trung gian như mình cũng đàng hoàng, thì thành ra là anh em mình có một cái đặc cộng đồng chơi xe quá chuẩn luôn. Đó thì hầu như những anh em mà tới bán xe cho mình là đều đàng hoàng hết, là những con người gọi là người ta không có bán xe bậy bạ cho anh em đâu. Xe mà xe dập xe nát quá thì người ta làm gì đó, còn chứ xe người ta đàng hoàng, người ta đem qua đây ta gửi rồi ta bán cho Minh, rồi Minh bán lại. Đó, người đàng hoàng sẽ gặp người đàng hoàng thôi, còn người tàu lao thì không có gặp đâu anh em. Đó mình rồi, cũng một lần nữa thì cảm ơn em trai tên cũng hay Sen Bông Gòn để lại anh con xe. Rồi cảm ơn anh chủ xe, quên tên rồi, người mua chưa không quên, chỉ nhớ tên người bán thôi. Rồi, chúc anh em một ngày làm việc nhiều sức khỏe. Để xem clip Minh Biker nhớ bấm like và subscribe cho Minh để Minh về nhiều mẫu xe đẹp quay cho anh em xem ha. Và clip tiếp theo đó là em CBR 500R, anh em nhớ đón xem clip sau nha.